xí mứng này. Nàng Như biết thịt rất ngon. Ta vừa nghe qua như sét đánh ngang tai. Đâu thấy sợ luôn hả? Xuống tới tận nơi đây mà vẫn còn giằng co như hắc bạch vô thường, tỏ ra mình hung dữ. Cái ả này ở trên trần gian cũng không phải dạng vừa đâu. Trời ơi, cái gì mà nói tôi dạng không phải dạng vừa đâu là sao? Rồi tử vi của tôi chấm tôi là tôi sống đến 120 tuổi lận mà. Tôi sống đến khi mà hả? Răng xanh đầu bạc. Cái họ nanh nó mọc dài ra luôn nè, tóc nó bạc, hai cái sừng nó màu xanh, mặc nguyên bộ đồ màu xanh, mặt xám đen, môi bạc xám mà vẫn chưa chết. Mà tại sao năm nay mới 22 tuổi tôi đã chết là sao? Trời đất ơi, bà tả ai? Tôi tưởng bà tả tôi không vậy hả? Ủa phải không? Bà tả hơi như bà thành tinh tới nơi luôn vậy đó. Có con nhỏ nào mà sống tới 120 tuổi mà răng nanh dài mọc ngược lên như vậy không? Bây giờ tôi mới có 22 tuổi à, tôi chưa có biết cái gì hết, tôi đâu có làm gì tội ác đâu. Tôi là một người phụ nữ hiền lành, ngây thơ, trong trắng, chưa có tội, chưa biết một nụ hôn, chưa biết một cái cầm tay, chưa bao giờ cướp bóc, chưa bao giờ giật giật. Mà tại sao bắt tôi chết? Thì bây giờ đó, bà làm chuyện ác quá. Bây giờ Diêm Phủ mới cắt cái thời gian sống của bà lại. Ông nghĩ sao vậy? Trời ơi, ông nghĩ sao mà tôi làm gì đâu mà tôi ác? Nhìn cái mặt là khó ưa rồi. Mặt này bị bệnh bạch tạng nè, phải không? Kệ tôi! Trời ơi, chắc nhất à. Còn ông? Gì? Ông cười gì? Ông bị chết cháy phải không? Ông đen thui vậy? Ha. Còn ông này? Ai đây? Làm gì mà xanh lè, xanh lét à? Giống bữa trong đoàn hát nào vậy? Thấy chưa? Gì vậy? Thấy chưa? Thấy chưa? Tao nói bà không phải dạng dừa đâu là đúng quá mà. Bà xuống tận đây rồi mà còn giữ cái miệng hả? Tao nói cho bà biết, bà đã thật sự tới số rồi. Bà nghe cho kỹ đây. Có phải tên là Trần Quỳnh Lan, 22 tuổi, nghề nghiệp sanh viên, có phải? Tôi là Trần Quỳnh Lan, 22 tuổi, nghề nghiệp tiếp thị bia. Đó. Cái gì? Tiếp thị bia? Chứ còn gì nữa? Sanh viên mà. Trời ơi, tôi mà sanh viên cái gì? Nhìn tôi là muốn sinh nở rồi, nghĩ sao cho tôi sanh viên trời. Hả? Ui. Có khi nào lộn không? Thì không lộn không? Rõ ràng ả ta là Trần Quỳnh Lan mà, sao có thể lộn được chứ? Qua kiểm tra liền cho ta. Qua dọn xe em hỏi. Không lẽ ả kia tên gì, bao nhiêu tuổi? Trần Quỳnh Lan. Nó rồi 22 tuổi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhà ở đâu? 35 xịt 75 xịt 115 xịt 5. Đúng luôn. Tòa nhà Sài Gòn. Chính xác. Rõ ràng luôn. Khu nào? Khu D. Nhưng có cái gì đó sai sai hay sao? Hey, biểu. Ê hai đứa bay, hình như tao nhớ không lầm là cái người mà mình bắt phải nằm ở khu B đúng không? Đúng rồi. Trời đất ơi. Khu B hả? Tôi chết rồi. Để tôi coi lại coi. Khu nào đây? Lộn rồi. Cái gì? Lộn lộn rồi ơi. Đây nè. Ui, tao không có rành chữ mà. Đối với tao chữ B hay chữ D nè, thì chữ nào nó cũng nhạy cảm như nhau. Ôi, thấy chưa? Tôi nhìn là tôi biết rồi. Mấy người bắt lộn người à, phải không? Tôi ở khu D mà mấy người á bắt người là bắt người khu B. Là mà tại sao mà B D mà lộn nhau là sao hả? Bắt lộn người rồi, tôi kiện mấy người, thương ngược mấy người. Trời ơi, mấy người thả tôi ra nghe chưa? Nãy giờ nha, tôi biết nha. Mấy người đàm áp tôi, mấy người cưỡng bức tôi, mấy người chà đạp tôi, mấy người hiếp, mấy người hiếp. Hả? Ba đừng có nói xạo. Nãy giờ ba đứa tôi đứng đây. Đúng rồi. Không có làm cái gì bà hết. Không có sợ bước một miếng hết. Sao bà dám kêu là tụi tôi hí bà? Có. Ý tôi nói là mấy người hiếp đá tôi. Trời đất ơi, cái chữ đó sao bà ngắt ngang nửa chừng, làm hú hồn hú dí hả? Tôi đang nói cái tôi bị nghẹn nước miếng. Ê, tôi nói không được. Tôi nói vậy chứ ông nghĩ đi. Ông nghĩ cái tướng ông vậy sao mà ông hiếp đá tôi được. Ê bà đừng coi thường tôi nha. Bà tưởng tôi không làm được à? Thôi. Ông làm được tôi hả? Bà thách đi. Nè tôi thách ông nè. Bà thách tôi lần nữa coi. Giờ luôn. Thách ông nè. Bà dám thách tôi lần cuối cùng không? Tôi thách ông nè. Giờ luôn. Cố gắng lên. Tôi không chấp nhận lời thách thức đó.
Tôi nghi rồi. Trời ơi, có ai mà thát hơi. Bà thát tôi đi. Bà thát tôi đi. Trời ơi, tôi nhìn là tôi nghi rồi. Cái giới tính này kỳ lạ lắm. Nó nổi cái mặt bộ đồ không là thấy kỳ rồi. Hai tráng sĩ này tôi tin chuẩn men. Im, bà dễ sợ lắm. Bà có biết nơi đây là đâu không hả? Bà xuống tới đây mà bà vẫn còn lộng ngôn hả? Hả? Biết đây là đâu không? Được không? Tôi biết mà, tôi biết rồi, tôi nhìn quen lắm. Ở đâu? Ở đâu vậy? Không biết. Bà nhìn cái câu này bà không biết sao? Không đoán được cái câu này là cái câu nào sao? À, tôi biết rồi. Trời ơi, tôi biết rồi. Trời ơi, tôi biết rồi. Ở đâu? Cầu Sài Gòn mà. Trời ơi. Đây đây, bà đây, bà đây. Hả? Bà nhìn đi, bà nhìn cho rõ đi, thấy không? À. Nhìn cho rõ đi, qua đây. À. Nhìn cho rõ cho tôi. À. Qua bên đây. Bà nhìn cho rõ cho tôi. Ê, trời ơi, nóng quá trời. Trời em, trời em. Có cái cầu Sài Gòn nào mà lửa cháy phần phật vậy không? Vậy cuối cùng ở đây là ở đâu vậy? Đây chính là cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà. Ta không biết. Vậy? Cầu Nại Hà có nghĩa là cầu Nại Hà đó. Cầu Nại Hà có nghĩa là cầu Nại Hà đó. À, ta đã biết rồi, đây chính là cầu Nại Hà mà ta chưa bao giờ biết. Mà qua cầu Nại Hà là cái cầu mà người ta nghĩ rằng khi chết người ta xuống ở đây để mà đến âm phủ, hiểu chưa? Đây. Bên đây. Nhìn đi, bên đây là trần gian. Chỉ cần đặt chân lên cầu. Tăng 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 tă
như gì, nó cắt khoảng một cái, đi qua một cái cầu cong cong dẹo dẹo gì, qua tới đây là âm phủ rồi. Đúng rồi. Tôi sợ quá, bây giờ phải làm sao đây? Trả tôi về trần gian, trả tôi về trần gian, hãy trả tôi về trần gian. Chàng ơi, cứu thiếp đi chàng, thiếp đội ơn hai chàng đẹp trai. Chàng ơi, cứu thiếp đi. Bà kêu cứu à? Tôi kêu cứu đó. Bà kêu cứu nhỏ quá ai mà nghe. Trời cứu tôi với. Hit me. Đó nha. Bà tính liền nha, bà tính liền nha. Tôi không biết chữ này nhưng mà tôi vẫn có biết qua sanh ngữ, hiểu không? Người ta kêu cứu thì kêu là hit me. Hit me. Trình độ sinh ngữ của tôi nó bồi lắm, nó chỉ tới cái chỗ mà hit me, hit me đó là vậy là được rồi đó. Hit me. Hit. Hit. Ở đây không có ai đến đây mà hit bà đâu. Giải ả ta đi. Trời ơi, thả ta ra. Đi thôi. Đừng lại. Hả? Phản quá. Chuyện gì mà ôm sòm như vậy? Anh ơi anh cứu em anh. Ý quên phải, chú ơi chú. Ôi cũng không phải. Dạ cha già cứu con ơi cha già. Trời ơi. Cha già cứu con ơi. Trời ơi, tôi chưa thấy đứa nào. Người lại. Đứa này. Dạ. Trần Quỳnh Lan bị bắt oan. Oan cái gì mà oan? Bà qua đây. Dạ Phán Quang. Chẳng này Phán Quang đi đâu mà qua bộ tới đây Phán Quang. Ta đến đây để coi ngươi làm chuyện gì. Phán Quang, xin ngài đừng quên rằng cái nhiệm vụ của ngài là trong diêm điện ngồi ở bàn giấy ghi ghi chép chép sổ sanh tử. Còn cái chuyện nơi đây ở cái cầu Nại Hà này là nhiệm vụ của tôi đây. Xin đừng xâm phạm. Nên nhớ nước sông không bao giờ xâm phạm nước giếng. Đúng, nước sông không bao giờ xâm phạm nước giếng. Mà ngươi thuộc dạng nước lợ. Đây ra, tội của ngươi bắt lầm người. Bắt. Nếu ta báo chuyện này cho Diêm Chúa biết thì ngươi sẽ bị như thế nào? Hả con trâu xanh đọt chuối. Con thiệt tình con trân thật lắm, con thấy người sao con nói vậy chứ con không biết nịnh nọt. Mặt cha là đúng cha già rồi, cha già cứu con cha già. Tại dễ sợ lắm, cái miệng dữ dằn lắm. Lẽ ra đi xin xỏ đi năn nỉ người ta phải là trời ơi chàng ơi cứu em, trang sĩ ơi cứu thiếp. Đâu ra mà nhìn vô mặt Phán Quang mà xả vô cha già. Nè, cái con ma xanh kia. Nhìn mặt gì mà kêu anh sao được. Trời ơi mặt như ngoại tôi gì phải kêu cha già chứ sao. Phán Quang thôi, nghe em nghèm nó nghèm nó nhỏ. Cái chuyện này chuyện nội bộ. Có chuyện gì về nhà đóng cửa dạy bảo nhau. Đừng có làm lớn chuyện tội nghiệp em. Người xe ra. Xe ra. Dạ, cha già. Ở Trần Gian. Dạ. Người ở đâu? Dạ, tôi ở 35, xịt 75, xịt 115, xịt 5. Thập đề. Nè. Đặt kêu như bắt. Thập B. Tại sao bây giờ
bắt lộn không con. Đi. Quan biết em rồi đó. Học hành chữ nghĩa có bao nhiêu đâu. Đối với em chữ B hay chữ D, nó cũng y chang chữ Y crớt thôi à. Không biết chữ, suốt ngày không học hành, suốt ngày như tô phân tét son. Trời đất ơi, em tét cái đó hồi nào? Như tô son tét phấn. Có lộn rồi, cái đó là con mã diện nó mới điệu. Nín, người nói bẻ cò không kịp. Người nói riết mà cái môi người bạc luôn, người không thấy hả? Dạ, em nói mà máu không có tụ về môi được luôn á. Chưa kể, từng trâu là đen, mà người sơn riết màu xanh đọt chuối. Để đó đi, tội của người ta tính sao? Tính con này. Thôi được rồi. Dạ. Vậy là con đường về Trần Giang phải không cha già? Không. Cái tội của hắn ta phải đem về Diêm Đình ta xử. Đúng rồi, xử đi. Trời ơi, tội cái mặt giang nè, ba là ba con quỷ sống yêu tinh biệt. Nè, nó thấy tôi đẹp quá, nó bắt oan, bắt uổng vậy đó. Chính vì xử hắn ta phải giam ngươi để mà ngươi làm chứng cho vụ án này. Ủa sao kỳ vậy? Không nói nhiều, đèn nắng giải ở này qua cầu này ha, xuống phụ liền cho ta. Tuấn lên đi. Trời bắt nó đi gì bên trong trời. Trời ơi, chết tôi rồi. Nhắm lên, lên cầu. Sao đi cực quá vậy? Tội của bà, cho đi dưới gầm cầu là may lắm rồi. Bà nói một tí nữa ha, tôi cho bà đi hút gầm cầu luôn bây giờ. Hả? Thôi đi đi, đi gì cũng được rồi. Quỳnh Lan, đây không lẽ là quan gia nghiệp chướng? Ta sẽ trả thù vụ ta. Hình như có ai, có lửa, kế bên lửa là một cục than, ta sẽ hút thu Quỳnh Lan. Trời ơi, trời ơi, quéo hết rồi, quéo hết rồi. Cái gì? Mà quan gia gặp quan gia, quan gia ngõ hẹp gì, cái gì mà phục thù như thế này. Chết rồi, tò mò quá. Mò theo để biết bí mật của phán quan. Mày cười gì hả? Im đi. Trời ơi, đẹp gái quá à. Diêm hậu ơi, Diêm hậu tha cho Hạ Thần đi. Sao không kêu thằng đen làm vậy? Tự nhiên kêu Hạ Thần làm gì vậy? Trời ơi, thằng đen nó đen đúa quá, xấu quắc à. Ta giả ra nó, ta xấu xí theo. Còn ngươi, ngươi trắng trẻo như vậy, ta thích. Bây giờ sao? Trắng đang mốt, biết chưa? Trời ơi, như này nhìn kỳ muốn chết luôn vậy đó. Cái gì đâu kỳ, hôm nay ngươi may mắn lắm á. Ngươi được mặc đồ của ta, ngươi được làm tóc kiểu giống như ta. Quá hãnh diện rồi, ngươi còn muốn cái gì nữa? Thôi đi, đừng có giả bộ gồng 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 làm gì gồng quá. Cũng lấy chồng mà mệt ghê vậy á. Mạnh dạn lên, giả lộ tướng quân đi. Dạ. Yeah. À, thấy chưa, ta biết mà. Ta nghi lắm rồi. Cái dông này nặng lắm nè. Giả bộ làm đàn ông mệt muốn chết vậy đó. Hai người ra ngoài đi, để ta trong đây ta xử ả. Dạ. Khoan đã, ta nhớ lại rồi, Diêm Hậu lúc nào cũng bên cạnh Diêm Dương. Cho nên bây giờ Hắc Quỷ, ngươi phải làm Diêm Dương. Thử. Đi chung với Diêm Hậu. Lại đây. Đâu, đứng gần đây, choàng tay vô. Để ta coi. Rồi đó, xứng đôi vừa lứa rồi đó. Xin chào Diêm Dương và Diêm Hậu. Diêm Hậu theo ta. Dễ thương. À, thần phán quan sinh ra mắt Diêm Hậu.
Miệng lễ, Khanh hãy tự nhiên. Còn bây giờ, ta và chồng của ta bận phải đi ra ngoài làm việc. Nên bây giờ, ta và chồng của ta sẽ đi ra ngoài chào ông nhé. Xích ra, để ta đi. Diêm hậu sao hôm nay thấy phản lì vậy trời? Dạ à. Thân là Bạch Quỷ, xin ra mắt Phán Quan. À, Bạch Quỷ. Dạ. Đi ca trực ở đây phải không? Dạ. Cái chìa khóa mở ngục ra cho ta. Mở ngục ra cho ta. Mở ngục ra cho ta. Dạ. Cho con quỷ trắng. Dạ. Chìa khóa ở đây là mày đuôi hả mày? Trời ơi mừng quá. Mở được không? Dạ, dạ, sẽ được, sẽ được. Trời đất ơi. Ơi, đưa đây. Chị mày nào? Làm ở đây bao nhiêu năm rồi mà mày không biết chìa? À, quên. Hổm vượt ngục nhiều quá, đổi chìa rồi đưa đây mày ơi. Dạ, theo Phán Quan thì chìa nào mới đúng rồi. Trời xin xong, xin xong, xin xong. Xin xong, đây, 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 chìa đây nè. Dạ. Thấy chưa? Dạ, cảm ơn Phán Quan. Thôi được rồi. Dạ. Ngươi lui đi, để ta đây ta tự tính. Dạ, nhưng mà ra uổng. Uổng gì uổng vậy? Dạ, đầu tư quá trời mà không biết gì hết uổng. Đầu tư cái gì? Bây giờ ở đây để ta nói chuyện với tù nhân này. Ờ, hay là Phán Quan uống thêm miếng rượu với lại hạ thần được không à? Này, mày giữ tù, giữ ngục mà mày uống rượu sao mà mày canh được mày hả? Dạ uống để tỉnh táo, để canh tù nhân không có vượt ngục. Có quân nào uống rượu mà tỉnh táo bao giờ? Chết cha. Đi ra ngoài. Dạ. Quỳnh Lan. Quỳnh Lan, bây giờ thì nàng đã có mặt ở đây. Nàng nhìn kỹ coi người đang cầm cây đàn này là ai. Lan đây, phải điệp không? Vậy dạ, nếu như mà không cho uống tủ ký thì ả ta sẽ không nhớ gì được đâu ạ. À, đúng vậy, lấy tủ ký cho ả uống. Dạ tuân lệnh. Thôi ta không uống đâu, thả ta ra đi. Thả ra trần gian mà ta không uống đâu. Xin mời đi ra. Thôi ta không uống mà, ta chỉ muốn về trần gian thôi. Nếu ả không uống bịt mũi đổ vô. Không, tao không uống. Đừng làm như vậy, đừng bịt mũi như vậy. Tao không uống. Thật là tàn nhẫn với ả. Bây giờ có mở miệng ra uống không? Không, không uống. Bây giờ ngoan cố không mở miệng đúng không? Không, 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 không. Không mở miệng đúng không? Nhẹ nhàng mà hiệu quả thưa Phán Quan. Ngon quá, cho xin miếng nữa đi. Thôi đi bà nội, mỗi người chỉ được uống một ly tủ ký thôi. Nhớ lại một kiếp của mình thôi. Uống nhiều quá, dùng quá liều sẽ nhớ tới 10 kiếp là mệt ta lắm. Hả? Có nhìn ra ai chăng? Ta nhớ ra rồi. Ta là ai? Bạch bà phải không? Gì vậy? Ta là Bạch Quỷ. Ủa Bạch Quỷ hả? Ừ, ta đã bắt nàng xuống đây đó. Mày cho nó uống cái gì mà bây giờ nhớ tùm lum vậy? Bạch Bạch Quỷ. Dạ Bạch Quỷ hả? Uống tủ ký. Bạch Quỷ chứ không phải là Bạch Cúc Tinh phải không? Phải. Rồi ta biết rồi. Còn ai đây? Phan An. Tình cũ không rủ cũng gặp. Phan An ơi. Phan An là ai thưa Phán Quan? Nên Phan An. Phan An. Phan An không? Người đi ra ngoài.
Dạ, nhưng để ta điều tra ả này đi ra ngoài. Nhưng mà không, nhiệm vụ của Bạch Quỷ là phải đây để bảo vệ cho phán quan. Nhiều khi tội đồ giận quá, ức chế quá rồi nổi điên lên cắn phán quan chết rồi sao? Không, người không được ở đây, ra ngoài ngay tức khắc. Dạ. Để dạ. Ra đi. Uổng quá, uổng. Uổng cái gì mà uổng? Chuyện đôi lứa ta nói chuyện mà đứng đây coi sao được. Con quỷ trắng này nay dòm sao thấy nó dịu dịu hơn mỗi lần ta. Phan An. Bây giờ nàng còn nhìn thấy ta. Nhìn ra rồi. Nàng biết ta. Biết chứ. Ngươi là một kẻ phản bội. Ta yêu nàng. Ta tính kết nghĩa phu thê với nàng. Kết rồi mà, chứ phải tính đâu. Đúng. Kết quá trời kết luôn à, ta đâu có phụ người đâu. Ta hả, ngày nào cũng chăm sóc hầu hạ, cơm bưng nước rót, từ sáng tới chiều làm lụng đủ thứ. Mà Phan An mới chính là người phụ rẫy ta, bỏ bê ta, bỏ ta nằm không, chỏng gồng, không sử dụng. Gì? Nàng nói vậy mà nàng không mắc cỡ cái miệng của nàng à? Ta phải học hành, ta phải soi kinh ứng thí. Nhưng mà nàng không coi trọng cái sự nghiệp của ta. Nàng đòi ta động phòng với nàng. Cuối cùng sự nghiệp của ta coi trọng hơn. Nàng từ bỏ, nàng đi lấy người khác. Đúng không? Đâu có đúng đâu. Ta đâu có lấy ai đâu. Đừng có chối. Không thiệt người mà. Người cặp bồ với thằng khác. Thằng ở thấy nàng là phản bội chồng một lần rồi. Có lần đầu sẽ có lần thứ hai. Thằng từ hôn nàng. Cuối cùng nàng đi làm thê làm thiếp cho một tên quan. Mà không phải được thiếp nhất thiếp nhì. Mà tới thiếp tám thiếp chín, đúng không? Đúng rồi. Nhục quá. Tôi biết mà, tôi có lỗi rồi. Bởi vậy ta mới ta muốn lánh xa cuộc đời, ta muốn quên đi loài người, ta ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà. Ôi đàn bà ơi, nói tầm bậy. Cuộc sống mà không có đàn bà làm sao mà vui được chứ? Mày nói gì đó Trắng? Oh. Mày nói cái gì đó Trắng? Oh. Mày muốn tao lấy cây đờn rồi tao đập mày như tao đập đàn bà hả? Không, không, không. Mày đi chưa? Phán quan đừng hòng. Bởi vì ta đã biết bí mật của phán quan là cái gì rồi. Bí mật của ta là gì hả? Hai người không đơn thuần là tội đồ với lại người đi tìm hiểu tội đồ, mà hai người có một cái gì đó nó gian díu, nó mặn nồng với nhau lắm. Ta đã biết tội của ngươi rồi, ta sẽ mét Diêm Vương. Đứng lại. Ngươi là ngươi. Dạ, dạ. Phán quan xin kính chào Diêm Hậu và Diêm Vương. Bái. Dạ. Diêm Hậu gì? Dạ đúng Diêm rồi. Diêm Hậu đó. Người không có mắt à? Nhìn kia coi lại. Dạ là Diêm Hậu, là Diêm Hậu. Dạ thần xin chào Diêm Hậu. Nàng mới là Diêm Hậu. Thì ta không ra cái thể thống gì hết trơn. Hả? Dạ. Dạ xin lỗi Diêm Hậu. Tại vì hồi nãy mình giả mà giả chưa tới, nó còn thiếu cái gì á, cho nên Diêm Vương đã nhận ra rồi. Trời ơi, tao nói quá trang gì mà phẳng lì vậy, giống như người đàn bà hai lưng vậy trời. Trời ơi. Người nín. Dạ. Người nín. Dạ. Chưa tới chuyện của ngươi. Sao vậy? Dạ. Tại sao ngươi không làm tròn trách nhiệm của mình? Ngươi giả trang là thiếu nữ mà ngươi thiếu nữ hoàn toàn. Ngươi thiếu nữ mà thừa nam đó. Bực bội quá. Diêm xã đừng có giận thiếp. Đang làm cái trò gì vậy? Tại vì thiếp đang tìm bí mật. Thì bí mật của phán quan. Bí mật gì? Dạ. Hả? Ả là ai? Ả hãy nói ra đi. Dạ. Dạ khải tấu dạ Diêm chúa. Dạ đây là tội đồ. Một cái ả mà sắp bị đem ra để xét xử à. Dạ. Không. Ngươi hãy nói đi. Thật ra nhân thân của ngươi là ai? Dạ. Nói. Dạ thiếp là nương tử của phán quan. Hả? Vợ của phán quan. Trời. Thank you.
thần tên là Phan An. Thở còn trẻ, thần có yêu tiểu thơ tên là Quỳnh Lan. Đến năm 20, thần và cô ấy kết duyên nhau. Nhưng gia cảnh hai gia đình không môn đăng hộ đối, thần quyết chí học hành, muốn đỗ đạt cao để lo cho tương lai. Nhưng nào ngờ đâu, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Kìa chàng. Ờ kìa, tiếng đọc của ta làm cho nàng thức giấc à? À, bây giờ thiếp thấy đã quá canh ba rồi, sao chàng không vô nghỉ ngơi đi? À, ta còn đọc gian dở, chắc là nàng vào ngủ trước đi. Nếu ta có mệt, ta nghỉ lưng ở đây một chút rồi ta sẽ vào ngay. À, chàng cứ học hành hoài à, bỏ thiếp dò dỏ một mình. Ồ, thiếp cô độc quá à. Tại sao nàng lại nói như vậy? Ta phải cố gắng thật nhiều để năm sau có thể bảng vàng đề danh ta mà. Ô kìa chàng, chàng thấy gì không? Thấy gì hả nàng? Ánh trăng vàng dằn dặc xanh lè, rất là lãng mạn. Ô kìa, vàng mướp đã đơm trái, trái nào trái đó dài thòn lòn, có trái thì tròn chùng chục. Ô kìa, vàng hoa màu hồng rực rỡ, ôi lãng mạn quá. Thiếp đang lẻ loi một mình, thiếp đang cô đơn, thiếp đang trống trải, trong lòng thiếp đang cuồn cuộn trào dâng. Chàng ơi, chàng có hiểu được cái nỗi niềm của thiếp không? Ta hiểu, ta hiểu. Nhưng ta mong nàng hãy hiểu cho ta, bởi vì trước khi ta với nàng thành gia thất, ta có thề rằng nếu chưa thi đỗ thì chưa động phòng. Trời ơi, sao cứ vậy hoài vậy trời, chắc tôi chết quá trời ơi. Trời ơi, chàng ơi, ta nghe đây. Kìa, trời ơi, 3 năm rồi hầu hạ phục dịch, cơm bưng nước rót, học hành thi cử, cái gì mà ta nó để tôi ở không hoài vậy trời. Trời ơi, chắc tôi chết quá trời ơi. Trời ơi, chắc tôi chết quá. Kìa nàng, nàng ơi nàng, ta biết, ta xin lỗi nàng bởi vì ta đã để nàng phải chịu thiệt thòi. Nàng hãy vào trong nghỉ ngơi trước, ta học xong ta sẽ vào ngay. Học nữa hả? Đúng vậy. Học nhưng mà học hoài vậy? Rồi chàng, giờ chàng nói thẳng cho thiếp biết đi. Rồi giờ học bao nhiêu lâu nữa nè? Ở thi mấy kỳ nè? Rồi mỗi kỳ nhiêu đợt, là mỗi đợt nhiêu năm nè? Chàng phân tích rõ cho thiếp biết đi, thể thiếp tính thì chịu hết nổi rồi đó. Thôi được rồi, ta định là ta sẽ thi 3 kỳ. Ta thi hương, rồi ta thi hội, rồi ta thi đình. Thi hương, thi hội, thi đình. Đúng vậy. Cái 3 đợt thi mà mỗi đợt cách nhau nhiêu lâu? 3 năm. Hả? 3 năm. Rồi chắc có đậu không? Học tài thi mệnh, không biết là thi có đậu hay không ta không biết. Nhưng mà ta dám chắc với nàng một điều là thi rớt ta sẽ thi nữa. Thi hoài chừng nào đậu 3 kỳ ta mới thôi. Trời ơi, trời, chắc đến cái ngày mà chàng đỗ đạt, chắc lúc đó tôi quá thạch luôn rồi. Quá, tại sao nàng lại nói như vậy? Nàng là vợ của ta mà, tại sao nàng lại có thể nói những lời như vậy được chứ? Trời ơi, chàng phải lo cho thiếp chứ, làm sao mà chàng cứ quên thiếp như vậy? Chàng có vô không? Ta không thể. Chỉ mà quyên có bạn có đôi, còn ta lẻ bóng đơn côi một mình. Chàng có nghe con chim quyên nó hót cái gì không? Ta không có nghe con chim quyên nào hót, mà ta chỉ nghe cái tiếng quạ kêu thôi, đó là tiếng của nàng đó. Trời ơi, trời ơi, nàng chàng lại ví von thiếp như là con quạ vậy. Nàng cứ léo nhéo bên tai ta hoài, ta không tập trung học được. Nàng hãy vào đi, vào giùm ta đi. Nữa,
Một đêm nay nữa là đủ hơn 3 năm rồi. Ở không mang tiếng lấy chồng mà vẫn còn nguyên đây nè. Nàng vào trong đi. Bực bội. Ta cảm ơn nàng nhiều lắm. Chàng. Cái gì nữa? Kỳ này là thiếp chịu hết nổi rồi đó nha. Sao hả nàng? Bùng nổ nè. Hả? Thấy gì chưa? Trời ơi. Ta xin nàng, ta xin nàng đừng làm như vậy mà. Ta xin nàng đó. Ta xin nàng đó, đừng làm như vậy. Nàng đừng làm như vậy. Ta không thể mà. Chàng có thể mà chàng. Không, ta không thể, ta không thể. Nàng đứng đó. Nàng không nghe sao? Ông bà mình nói nam nữ thọ thọ bất tương thân. Bởi vì nàng là phận trái, ta là phận gái. Trời ơi chàng ơi chàng. Ta lộn. Nàng là phận gái, ta là phận trai. Mà trai gái không có gần nhau được. Ta xin nàng, nàng đừng làm như vậy mà. Trời ơi chàng ơi, thiếp là vợ của chàng mà. Ta xin nàng. Tại sao chàng lại cứ bỏ không thiếp như vậy hoài vậy chàng? Đừng bà. Chàng. Đừng bà, đừng làm như vậy. Ôi, đêm nay nha, tôi quyết định nha, tranh đấu nha, không có học hành gì nữa ha. Đêm nay ha, đêm nay mà không có động phòng ha, đừng có nhìn mặt tôi nữa ha, không có học hành gì nữa hết. Tôi chịu hết nổi rồi. Đêm nay nhất quyết thiếp sẽ chiếm đoạt được chàng. Hả? Đứng lại. Đừng có chạy nữa. Nàng không có bắt nổi tay ta đâu. Nàng. Đừng có chạy nữa. Rồi. Đừng có chạy nữa. Nàng mà còn bước tới một bước nữa, ta cắn lưỡi ta tuẫn tiên. Sau đêm đó, Quỳnh Lan không còn quấy rầy chuyện học hành của thần nữa. Còn đối với thần, thần vẫn tương kính như tân. Thần không nghĩ rằng trong sự bình yên đó có che đậy một lớp sóng ngầm. Chúc mừng nàng mỹ nhân của ta. Chúc mừng nàng đã thoát khỏi tên chồng mà tào lao xí mấn đó, tục tên mọt sách đó. Thôi, đang vui tự nhiên cái nhắc chồng tào lao xí mấn mình chi giờ làm mất hứng hết trơn à. Mặc dù ta chỉ là tên là tài sơ học thiển thôi, nhưng ta vẫn có thể mà làm thơ tặng cho nàng được. Có râu đâu mà vuốt quá vậy. Tao quen. Nàng như miếng thịt rất ngon, ta như con thú tìm đường tới ăn. Tuyệt vời. Bỏ đi. Mai mốt nhậu để vui á, thiếp yêu cầu chàng đừng làm thơ nha. Thơ thì nó kinh khủng quá. Nó khủng khiếp không quá. Không ra xuất khẩu thì thôi. Xuất khẩu là cái nhà thơ là cho trốn hết. Thiếp thì thiếp không thích cái khoảng làm thơ của chàng. Thiếp chỉ thích cái đoạn mà thiếp thích chàng làm con thú. Trời ơi, chàng mãnh liệt, chàng khỏe mạnh, chàng hùng hổ, chàng giống như là một con thú hoang dại. Cái đó là bởi vì sao? Bởi vì tao quá sức khỏe vô biên. Chàng làm đại lực quá, mai mốt thiếp sợ chàng bất lực luôn quá. Đừng bây giờ nói câu đó. Tự nhiên nàng nói chứ bất lực, tao cảm thấy lòng ta rạo rực. Ta cảm thấy nó đầy sức lực. Cho ta cảm thấy ta muốn cẩu sực. Là sao nè, đồ ăn nè. Nè, nhậu nè. Rượu nè, đầy đủ trơn rồi nè. Cẩu sực đi chàng. Cẩu sực đi. Cái gì? Ý chàng làm sao? Là chàng không có thịt sực cái này phải không? Là ý chàng. Thiếp hiểu rồi. Ý là chàng muốn sực là sực ở đây đó phải không? Chàng không nghe. Ah!
Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra trước mắt ta thế này? Hai con gái chiếc trà rượu. Con thấy chưa? Ủa sao nó khóc vậy? Thấy chồng thiếp nhu nhược hèn hạ không? Trời ơi, về đây thấy vợ có một người khác ẩm bồng như vậy, nghĩa là người ta phải hùng hổ lên, người ta ròn ròn lên, người ta đánh cái người đàn ông này không? Đi ra hí 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 hí, xong rồi ôm nựng cái mướp không liên quan. Như vậy Phan An, trời ơi cái gì mà nhục 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 như con cá nục vậy trời. Về không có lo cho vợ, không có ghen gì hết trơn à, tự nhiên ra ôm trái mướp khóc nức nở là sao? Tao không nghĩ trong giờ phút này mà chồng nàng lại như con cún con mà bệnh bệnh chứ. Nàng và đệ đừng nói như vậy. Bởi vì sao? Ta xúc động quá. Trong thời gian ta vắng nhà, đệ là đệ của ta, đệ qua đây rượu chè mồi màng đầy đủ tâm sự với nương tử của ta. Ta cảm ơn đệ nhiều lắm, ta mang ơn đệ nhiều lắm. Thật là xúc động. Trời ơi, riết mà tôi đuối như trái chuối. Tôi không biết là cái ông Phan An nhà tôi này, ổng là cái hệ nào nữa đây nè. Này nói gì vậy? Ta mang ơn đệ nhiều lắm. Trời ơi, cái gì nữa ta vậy trời? Ta mang ơn đệ nhiều lắm. Trời ơi. Mẹ cái gì trời ơi, nói cho huynh nghe. Thật, bây giờ tôi nói thẳng với mày nghe luôn nè. Ủa sao? Tao với vợ mày yêu nhau đó. Tao với vợ mày ngoại tình với nhau đó. Đúng không? Giờ hôm nay đúng ra phải mày làm sao? Mày mới tới, mày mới đánh cắn xe cho. Mày phải cắn xe người ta chứ tại sao mày lại đứng đó mà không hiểu một cái gì hết trơn vậy? Học hành chứ chắc có. Rồi bây giờ đầu to mà ốc như quả nho là sao? Ta vừa nghe qua như sét đánh ngang tai. Trời ơi, khóc hoài. Trong hoàn cảnh này là mày phải tới, mày đánh tình nhân của mày, mày phải đánh đập nó, mày phải dũng mãnh lên thì mày mới cướp lại vợ của mày được, hiểu không? Không, ta không làm như vậy. Bởi vì sao? Ta là một nho sĩ, ta đồng khẩu chứ không bao giờ ta động thủ. Được, vậy thì cứ ở đó mà động khẩu đi. Còn ta, ta sẽ đưa vợ ngươi vào động phòng. Sau đó thần trở về, trong lòng rất tức giận, uất ức. Cuối cùng thần chết vì bệnh ho lao. Nhìn nông bề ngoài cằn cỗi mà bên trong tình cảm ướt át dữ ha. Ướt chèm nhẹp luôn đó Diêm xã. Đúng vậy. Sau khi thần thác xuống âm phủ, Diêm chúa mà nhiệm kỳ trước, trước khi về hưu, ông ấy nhìn thấy thần là một người có học, có tâm. Ông ấy mới đề bạc cho thần giữ cái chức phán quan, cùng với ổng gìn giữ sổ sách, tham gia các vụ xử án như thế này. Nhưng thật sự trong lòng thần vẫn còn mang mối hận. Nhiều năm đã trôi qua, thần nhìn thấy phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp, thần sợ lắm, thần không dám yêu lần nữa. Chàng ơi, kể từ nay chàng thử chuyển qua yêu trâu đẹp xem sao. Mày nói cái gì? Chàng vẫn còn một sự lựa chọn. Phán quan à, ta biết ta nói ra điều này sẽ làm cho ông đau lòng, sẽ làm cho ông đau khổ lắm, nhưng lời thật mất lòng ta đành phải nói thôi. Ta chỉ ví dụ thôi nhé. Nếu ta là vợ ông thì ta cũng sẽ bỏ ông để mà theo duyên mới. Ủa gì kỳ vậy?
Ông nói đâu ra mà cái gì anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng. Ủa lấy người ta về làm gì? Làm vợ làm chồng làm gì mà không có động phòng hả? Trời ơi, ra vô ngày nào cũng gặp mặt nhau vậy, lửa gần rơm làm sao mà nó không cháy được. Đằng này ông dập lửa, ông ém khói, ông bắt người ta không cháy, ông bắt người ta mãi mãi là rơm, làm sao mà chịu nổi chứ. Trời ơi, người ta ngày ngày ha rửa chén, lau nhà, nấu cơm, phục vụ hầu hạ ông, rồi mỗi bữa cơm là sao? Nhìn nhau cười vậy thôi hả? Làm tri kỷ hả? Rồi lau ngày thành khỉ rồi sao? Hả? Trời đất ơi, ta còn giận mà nghĩ sao mà giận ơi không giận chứ? Trời ơi, nếu như mà ông không thi đỗ thì suốt đời người ta thành quá phụ, quá đá luôn sao? Ông thật là quá đáng. Kim Hậu. Giận quá mà. Kìm hãm lại. Chàng ơi, chàng chỉ còn một sự lựa chọn. Lựa chọn gì nữa? Thưa chị Kim Hậu, thằng biết chuyện đó, nhưng mà thằng sợ dính vô những đường nhục dục thì mình sẽ không còn cái cơ hội để mà thành danh. Đàn ông sự nghiệp đi trước rồi tình yêu mới tới sau. Ông đã sai rồi, ông đã sai nhiều lắm rồi. Ông có biết không, khi mà tình nghĩa phu thê mặn nồng thì khiến con người ta càng ngày càng hưng phấn trong công việc, trong chuyện học hành. Bằng chứng sống đây, đây, nhìn Diêm xã của ta đi. Ngày xưa dốt dữ lắm, dốt vô cùng tận, không xử được cái gì hết. Để thế phải khuyên phán quan bằng cách hạ nhục Diêm xã, chịu khó cái nha. Không có làm được cái gì hết, nhưng mà từ khi lấy ta làm vợ rồi, trời ơi, thông minh sáng láng hẳn ra, xử đâu đúng đó, xử đâu thắng đó. Để ý đi, mấy bữa nào mà lên mà mặt mà chù ụ mà không có nói được cái gì hết á, không có xử được cái gì hết là bữa đó đó bị căm giận. Đúng rồi. Ông hãy yêu đi, yêu lại từ đầu đi. Dạ chàng ơi, vẫn còn một sự lựa chọn. Thôi sao lì quá trời lì, đúng là lì như trâu mà. Người ta đã không yêu người, nghĩ sao mà yêu trâu được chứ. Phán quan, ông hãy suy nghĩ lại đi. Cho nên là ông hãy gác bỏ tình riêng, đừng có làm cho lòng mình nặng thêm nữa. Ông hiểu ý ta chứ? Ta hiểu, nhưng mà tội nghiệp lắm, trái tim của ta tan nát. Sao kỹ ả, ả xù ta. Trời, ả đi lấy người khác, nhưng trời cao có mắt. À, cái người mà ả yêu đó đâu có cưới ả làm vợ. Bởi vì sao? Sao? Ả phản bội ta lần thứ nhất thì người đó người ta nghĩ ả cũng sẽ có một sự phản bội lần thứ hai, lần thứ vậy. N nữa. Đúng rồi, cho nên người đó đi cưới người khác, một người con gái khác đẹp đẽ. Mọi người biết ả bây giờ làm gì không? Làm gì? Ả làm vợ bé cho một cái ông quan, mà bé không phải bé nhất bé nhì đâu nha, bé tám bé chín nè. Nhưng mà vẫn không phải là bé út phải không? Đúng. Đáng đời. Tính nói đàn bà con gái phụ rẫy chồng mình đấy không, không có thờ chồng, đi lấy người khác lấy bậy, cái đó là làm bé là trọn đời, là đáng đời lắm luôn đó. Phán quan, bây giờ ông hận ả lắm phải không? Hận, nhưng mà nếu gặp mặt hả, tôi sẽ hỏi một câu thôi. Câu gì? Tại sao ta đai ta chết rồi, ta lị cà ché rồi mà nàng không lập bài vị thờ ta? Ngày dỗ ta nàng không cúng, ngày để ta vất vơ vất vưởng, nàng làm vậy sao được không? Cũng hên là ta được giữ cái chức phán quan, ta có được cái chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng ở dưới âm phủ. Nếu không, ta vất vơ vất vưởng, ta thành ma trời, hồn tiêu phách tán. Thôi, phán quan, phán quan, phán quan, ta có ý này hay lắm. Buồn lắm, ta sẽ giúp ông vui nhé. Sao được? Được chứ, rất là đơn giản. Thần thiếp sẽ giới thiệu cho phán quan một cung nữ xinh đẹp nhất Diêm Điện này để hai người có tình cảm với nhau. Hay lắm. Ủa, ai? Nào nói lại. Cái cung nữ ở bên trong kìa. Trời chứ đất phải, ơi, hết hồn, chứ tưởng chỉ ngu đầu chứ. Trâu này ghê quá. Không. Tại sao không? Bây giờ ta thấy phụ nữ ta sợ lắm. Vì công việc ta phải tiếp xúc với lại Diêm Hậu nên ta mới đứng gần. Chứ thật sự ta thấy phụ nữ đẹp ta sợ. À! Đây. Hãy yên tâm. Có gì đâu mà sợ. Trong Diêm Điện của ta có một cung nữ cũng rất là xinh đẹp. Đó, hắn đang bính. Ai, trời ơi. Trời đất ơi.
phải chăng ta vẫn là sự lựa chọn của chàng? Bệnh hoạn quá đi nha, ta sẽ giới thiệu cho ngươi, ngươi chịu không? Không 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 không, ta không chấp nhận, ta không chấp nhận. Chịu đi, tại sao vậy? Ta giới thiệu cho tình yêu mà tại sao làm như lại dồn vào chỗ chết vậy hả? Hả? Đi lắm đi nha. Ta giới thiệu cho mà. Không 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 không. Chịu nha. Thôi 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 thôi. Được rồi, bây giờ chuyện nội bộ tạm thời sẽ xử lý sao? Bây giờ truyền nguyên đơn Trần Quỳnh Lan vào để giải quyết. Dạ. Cho đòi nguyên đơn Trần Quỳnh Lan. Thả ta ra đi mà. Trời, thả ta ra đi. Đừng. Thả ta ra đi trời ơi. Hai trăm tỷ này ảnh ra ngoài ta thích quá. Thả ta ra. Thả ta ra. Thả ta ra. Thôi, thả tôi ra. Thả tôi ra. Ờ gì hả? Ủa gì nãy giờ là tôi trói buộc hai tráng sĩ đó hả? Tôi xin lỗi nha. Quỳ xuống. Dạ 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 quỳ dạ quỳ. Trần Quỳnh Lan, ngươi có nhận ra đây là ai không? Trời. Trời ơi. Phan An. Trời ơi, Phan An của ngày xưa với ngày nay sao khác nhau quá vậy? Ngày xưa Phan An đẹp trai mà bây giờ tại sao xấu quá vậy? Ngày xưa ta đẹp bởi vì ta được sống gần nàng. Bây giờ ta xấu bởi vì ta làm việc gần ma nhiều. Nàng là một kẻ phản bội, nàng thất kính với ta. Bây giờ nàng nghe ta hỏi nè, tại sao ta chết rồi nàng không lắp bài vị thờ ta, không cúng cơm ngày giỗ ta, bỏ ta chết đói? Phan An ơi, hãy tha lỗi cho tiếp, vì tình nghĩa phu thê ngày xưa mà hãy tha lỗi cho thiếp đi. Thật ra Phan An phải nhớ là cái quá khứ ngày xưa thiếp đến nhà chàng thiếp sống như thế nào, cơm bưng nước rót, hầu hạ làm vợ phục dịch chàng cả ngày lẫn đêm. Nhưng mà đến cái khoản quan trọng nhất thiếp muốn chàng lại không làm là sao? Chỗ nào? Cái vụ đó đó. Vụ gì? Cái vụ đó. Vụ gì? Nhưng đây đông người nhắc kỳ lắm mà. Nói lại đi, ta già là không mắc cỡ nữa. Đó, làm vợ mà đến cái khoản động phòng kêu động động. Chứ bỏ tôi không vậy rồi bây giờ cái đòi xử tôi là xử làm sao? Trời ơi, quỷ biển đừng có bao giờ nói cái điều đó ở đây. Tôi không biết mắc cỡ hả? Ta phải thi cử, chừng nào mà có sự nghiệp là ta mới nghĩ tới cái chuyện ái ân ân ái. Trời ơi, ý là chàng nói chàng chưa thi đỗ thì chưa động phòng đó phải không? Chứ gì nữa? Trời ơi, nói chung là tôi mang tiếng lấy chồng đó mà tôi ở không đó chị. Chị biết không? Ở không. Vậy hả? Nói chung em á nhìn vậy chứ mà vẫn còn nguyên đó nha. Ồ vậy hả? Tội nghiệp quá đi. Ngày nào sáng sớm mà em cũng làm đủ thứ việc ha. Quét nhà, dọn nhà ha. Giặt đồ ha, nấu ăn ha. Trời ơi, em làm việc quá trời luôn. Đến cái em nói anh động thì không động là không động chị. Trời ơi, nhiều lúc em cũng suy nghĩ hoài, không biết cái giới tính không có vấn đề hay không. Bà nín giùm tôi đi, bà nín giùm tôi đi. Bộ muốn động là động hả? Trời ơi. Kỳ lắm. Rồi cứ để em yên nguyên vậy đó. Em cảm giác giống như cái thời đó em ở trong đó đó. Giống như là em này giống như một cái ô xin á. Làm việc tốn công mà không có được ăn lương vậy đó chị. Trời đất ơi. Trời ơi, rồi sao nữa em? Rồi cái chị biết làm sao không? Rồi cái ổng đùng ra, ông năng đùng ra, ông chết. Cái cha mẹ ổng tự nhiên cái chửi rủa em quá trời. Nói em là đồ cái thứ con dâu hư đớt. Trời ơi, em mang tiếng con dâu nhưng mà em đâu có được đồng đâu mà kêu em là con dâu. Hiểu là sỉ nhục em chứ. Bây giờ không nói nhiều, có động hay không động á chuyện nó tính sao, nhưng mà trên danh nghĩa nàng vẫn là vợ của ta, tại sao ta băng hà mà nàng không cúng cơm mà không lập bài vị thờ ta? Nói đi. Tại vì hận đó. Hận mà ra. Có chồng chi trời, có chồng hờ hững cũng như không. Tội lắm. Tội mang tiếng có chồng nhưng mà ổng đâu có đụng với em đâu mà làm sao gọi là chồng được. Chứ ta hờ hững, ta thờ ơ với mình quá mà chị. Em tủi thân lắm chị ơi. Thôi bây giờ còn hận nữa không? Dạ. Bây giờ chết rồi, hai người cùng chết rồi, bây giờ chết còn rồi không? Em nhìn, em thấy Phan An em bớt cái lòng hận. Bớt lòng thù hận rồi hả? Coi như là hôm nay là em bỏ qua hết đó chị. Vậy thì tốt quá rồi, gương vỡ lại lành đi. Phan An, Phan An, em tha thứ cho chàng. Em tha thứ cho chàng, chàng ơi. Chàng hãy cho em lại gần chàng đi chàng. Oh, oh yeah, come on baby. Chàng ơi, chàng ơi, chàng ơi. Là bị
Bây giờ thì em đã hiểu tại sao chàng chết sớm, vì ả ta đã hại chàng. Chàng ơi, dù sao bây giờ chàng vẫn còn một sự lựa chọn khác. Thôi đủ rồi, bây giờ sao muốn đại náo Diêm Đường phải không? Nàng mới đại náo đó, khiến nàng ta xử. Ngủ đầu. Dạ. Cho Nguyên Đơn ngửi khí vô u. Dạ. Hỡi bà kia, hỡi đi, ta sẽ cho bà hỡi. Hỡi đi. Cái gì vậy? Hỡi đi. Tự nhiên sao tự nhiên bắt ta hỡi ngươi vậy? Trời ơi, cái gì mà hỡi một cái người mà xanh lét như con cá kia thế ghê à? Không phải hỡi ta, bà mà hỡi ta là bà khỏi đầu thai luôn đó. Hỡi cái này. Hắc bạch vô thường. Dạ. Căng hả ta ra. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi! Dạ. Hả ta ra. 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 Hỡi đi. Người đã nhớ rồi chứ? Ta đã nhớ rồi. Nhớ gì? Ta nhớ ra ngươi đã bắt lầm ta. Bởi vậy bây giờ ta muốn... Muốn sao? Ta muốn kiện nơi đây để bắt lầm ta. Sao? Ngươi muốn kiện à? Ngươi có biết ngươi đang ở đâu không? Ngươi đang ở Diêm Phủ, ngươi muốn kiện lính của ta. Ôi, ngươi thấy đi, có bao giờ chủ nhà mà xử lính của mình không? Thế nào cũng có sự du di, rồi đâu lại vào đấy. Tất cả mọi chuyện sẽ chìm xuồng lập tức. Ôi, nghĩ làm sao mà kiện ai? Kiện ngưu đầu, kiện phán quan chăng? Ôi, ngươi nên nhớ phán quan là người cầm cân nảy mực. Nghĩ làm sao mà thẩm phán mà xử mình? Có ai xử mình không? Không ai xử mình hết. Nếu như còn chần chừ ở đây đòi thưa đòi kiện, ngươi cũng biết rồi đó, luật lệ mà làm sao mà thay đổi được. Ta nói nha, muốn đi kiện cầm cái đơn vô gặp hai quỷ sứ này ha, một thời gian rất dài sao, chờ đợi cuối cùng sao, vô gặp ông phán quan. Ôi, phán quan nhận đơn đó, nhận liền đó, nhưng mà sao để chồng như là khi nào mà không chồng được nữa, bắt đầu mới xử những cái đơn đầu tiên nộp vô. Thời gian đó ngươi ở đâu chờ đợi ngươi biết không? Diêm hậu đã xuống dưới đây rồi, chuyện kiện thư là phải tốn thời gian, thiếp chấp nhận. Nhưng mà cái quan trọng là ở đây chỉ có cần lo cho thiếp được ăn ở chu toàn là thiếp chờ đợi bao nhiêu lâu cũng được. Ồ, đương nhiên là phải chu toàn rồi, ngươi được ở khách sạn sao sao chứ không phải là năm sao. Wow, sao sao? Đừng gọi là sao sao luôn. Vì sao được gọi là sao sao? Là bởi vì sao? Là vì sao lại đang nhiều chuyện nghe nè? Bởi vì ngươi đứng ở đằng trước, ở đằng sau, ở đằng sau của ngươi là có bức tường. Wow, bằng đá cẩm thạch. Wow, trời ơi, thích quá vợ. Được ở đá cẩm thạch. Hai bên cũng đá cẩm thạch luôn. Trời ơi, đẹp quá vậy, không gian mát lạnh tự nhiên, không cần máy lạnh chi cho tốn điện. Đó là kính cổng cao tường sang trọng và đẳng cấp vậy. Cái cổng nó phải kính, bởi vì sao nhà giàu mà phải kính cổng đâu rồi. Ôi, cái cổng làm chắc chắn lắm, nó có song sắt chạy dài xuống nè. Mỗi bữa có người đem cơm vô, nước uống vô, ngồi một chỗ sao quần hóa điên hồi nào mà không hay. Ủa sao kỳ vậy, mình đang ở sung sướng có người phục vụ, ngồi ở bên song sắt mà tại sao lại hóa điên là sao? Đó là một điều hạnh phúc và hạnh diện và đẳng cấp chứ. Nếu vậy thì tốt quá rồi, ta sẽ cho ngươi vào ở cái nơi toại nguyện, đó là ở trong nhà giam đó. Sao còn thấy hạnh phúc nữa không hả? Chưa hết đâu nghe, thời gian mà ngươi thưa kiện đó, ta cho ngươi đi du lịch.
chịu chưa? Trời ơi, nếu mà bị nhốt ở trong nhà giam rồi xong lại đưa đi du lịch, trời ơi, đó là một cái sự cân bằng để cho mình bớt bị điên, rất là tốt đó Hoàng. Đúng rồi, ta sẽ cho ngươi tham quan tòa nhà cao 18 tầng. Ôi, ở trong 18 tầng luôn hả? Trời ơi, thích quá vậy Diêm Hậu. Trời ơi, 18 tầng luôn, sung sướng quá à. Chứ sao, mà ở trên trần gian á, tòa nhà 18 tầng á là mình phải đi từ dưới đất lên tầng thứ 18 đúng không? Ừ. Còn ở dưới Diêm Phủ này á, là ngươi sẽ đứng từ đây mà ngươi xuống từ từ để xuống được tầng 18. 18 tầng địa ngục đó Thiêm. Hả? Trời ơi, ở 18 tầng địa ngục hả? Bạn muốn tham quan không? Tầng chặt đầu nè, tầng móc mắt nè, tầng mổ bụng nè, tầng giặt dầu sôi nè, tầng cắt lưỡi. Dạ thôi, đợi ấy thôi. Không muốn ở tầng nào nữa hết trơn á, muốn đi về à? Muốn về phải không? Dạ cho đi về đi, không có kệ nữa là kệ, khỏe quá. Thôi cho đi về đi. Cho đi về liền đi. Diêm xã. Sợ ơi. Muốn về rồi kìa Diêm xã. Được, cứu đâu? Dạ. Đưa Quỳnh Lan trở về trần gian. Tuân lệnh. Hát bạch vô thường. Dạ. Lôi ả ta về trần gian lập tức. Dạ. Đi về nha. Về đó, không có nán ở lại đây phút giây nào nữa đâu. Đi về thôi. Thôi mà để nó từ từ, tự thiếp tự đi được rồi mà. Diêm xã, ổn thỏa hết rồi Diêm xã à. Công nhận Diêm Hậu chơi khâm thiệt. Dám ép nàng ta trở lại trần gian mà không tốn cái gì hết. Trời ơi có gì đâu, thật ra tiếp học hỏi Diêm xã đó chứ. Phán quan. Dạ có thần. Sao ông lại buồn rầu như vậy? Ông không thỏa mãn điều gì à? Về chuyện xử thì quân pháp bất dị thân, ai có tội thì trừng, ai có công thì thưởng. Vậy đó là luật của từ thiên đình và trần gian lẫn ở dưới âm phủ này đều làm như vậy. Vậy Diêm xã, thiếp thấy thật ra ả ta cũng rất là tội nghiệp, bởi vì có chồng mà hờ hững như vậy thì làm sao mà không làm những chuyện nông nổi được chứ. Bây giờ ta giúp gì cho ả đi Diêm xã? Bây giờ ta sẽ cho nàng đầu thai. Đầu thai là tới năm 25 tuổi. Dạ. Sẽ lấy được một người chồng hiền lành. Hiền lành? Ừ. Rồi gì nữa không? Có thể người chồng đó là một người chồng học rất giỏi. Học đó hả? Trời ơi, Diêm xã ơi, Diêm xã làm sao vậy hả? Diêm xã đừng có quên cái tấm gương của Phán Quan nè. Cũng là chồng của ả. Rồi anh chưa thì... Dạ muôn tâu và Diêm Hậu. Cuộc đời nếu mà không học hành sẽ là tai họa của nhân loại à. Đúng ta đó. Ta biết, nhưng mà học thì cũng đừng quên trách nhiệm, đừng quên bổn phận của một người chồng chứ. Trời ơi, bây giờ gia Diêm xã cho ả ta lấy một người chồng cuồn cuộn cơ bắp, thân hình dạm dở. Hay. Diêm Hậu rất là hay. Cứ như vậy đi ha. Phán quan, ta nhớ giọng hát của ông rất đặc biệt. Ủa, ông có hát à? Ông hát, thiếp vô tình, thiếp đình, thiếp nghe được đó chứ. Vậy à? Cho nên bây giờ á, sẵn tiện đây, vụ án đã xử xong rồi, ông có thể hát phục vụ cho vợ chồng ta nghe một bài được không? Hay đó. Trải nỗi lòng của mình ra đi nào. Ừ, dạ xin tuân mạng ạ. Ừ. Ôi đàn bà là những niềm đau, ôi đàn bà là mật ngọt trăng sao, ôi đàn bà lại là con dao làm tim ta nhỏ máu. Ôi đàn bà, đàn bà, đàn bà, đàn bà, đàn bà, đàn bà, trăm rụm tân tì tì tà tà tề. Ôi
tao trào đồm hả? Mệt quá đi à, không có trò gì vui à. Quay về, quay cảnh chửi lộn chia hả? Chiều quăng Facebook. Ờ, à, tôi thích vậy á. Đâu nói gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Dưới bầu á. Ở dưới đây không có được lè lu tè lu. Thôi, ta biết ý của ngươi hết rồi. Cái bữa mà chầm mình xuống sông á, là tính hù chồng chơi thôi phải không? Ai ngờ đâu trượt chân xuống té chết thiệt là tức phải không? Nè, cái ghế này ăn giọng gì ăn đi. Mệt ghê nơi. Mệt ghê nơi. Đó, mọi người nhìn đi. Đó, nó chà đạp vậy nè, đó. Chà đạp cái bắt gì? Đồ thì lồng lộn mà ngồi vậy giống như cái đùi dẻ vậy nè. Hay là mình bất chấp tất cả yêu nhau gì anh. Ta là bò đi hết, ta làm lại từ đâu. Trời ơi. Đón xem Diêm Vương Xử Án tập 14 Án Ghen, phát sóng lúc 20h45 thứ năm ngày 6 tháng 8 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.